Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2021. Vâng, mình sẽ chơi một cái game mới các bạn. Và đây là cái trò chơi thứ tư trong ngày hôm nay. Thì đây các bạn, nói chung là mình thấy đồ họa cũng 3D, thấy cũng rất là hay, nhưng mình sẽ chơi đúng không? Thì bạn muốn tải game này thì hãy xem cái mô tả bên dưới này. Mình sẽ không nhớ tên này. Thì cái tên thì là tên của cái trò chơi thì nó đặt ở trên cái đề đó, để bạn xem này. Ok, và tải trò chơi này mình chơi được, mình chơi thử xem như thế nào. Vâng, vâng, nếu mà cảm thấy rằng hay thì cứ like, share và đăng ký kênh. Ok, đấu nè, di chuyển đến vùng 1, chung cũng là tiếng Việt thì cũng được. Đấy cả. Đó là con nhện hả? Con gì con gì? Wow, wow. Chuyển đến vùng 2. Ôi trời, mấy con gì không vậy? Ba con nhầm 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 dưới này. Sử đẹp đó đi. Chó hù gà con gì vậy ta? Khủng vậy. Chưa có skill à? Ôi có skill nè. Chưa kêu. Ôi chưa kêu. Chưa kêu nè. Bấm. Ồ. Còn mấy con này. Để từ từ đi. Nó sao. Ok.